là buồn, tại vì em nghĩ tình cảm nó thiêng liêng lắm, em bị mất niềm tin sâu sắc lắm. Khi mình đi lăng nhăng thì mình đi ở ngoài là còn về là bỏ qua hết rồi, về chỉ có vợ và vợ thôi. Em cô ấy ngoài Quy Nhơn, mình ở trong Sài Gòn nên nhiều lúc cũng thiếu thốn tình cảm, đúng cà phê đồ này nọ thôi. Nhưng mà đúng dịp đó là hơi xui thiệt, là bị trúng dịp sinh nhật, ok là tụi mình đi chơi, thấy vợ mình quanh quẩn ở cầu Sài Gòn. Sao vợ ghéo mình ở cầu Sài Gòn? Sau đó là kết hợp với cái tin nhắn của một cái đồng nghiệp trong khoa của vợ đó, Yến ơi em làm đừng có làm điều dại dột. 1, 2, 3 là em mặc đồ cấp tốc lái xe chạy xuống cầu Sài Gòn tìm vòng quay luôn không thấy đâu cả. Mình sợ, mình muốn em muốn khóc, đứng ngay tại cầu mà khóc luôn đó. Nghĩ là vợ đó quy sinh. Chào cặp vợ chồng trẻ, cả chồng và vợ ai nấy cũng đều xinh đẹp hết. Hai bạn giới thiệu về mình. Mình là Nguyễn Thanh Tâm, năm nay 28 tuổi. Công việc hiện tại của mình là bên thiết kế kiến trúc. Thế còn em? Dạ, em tên Yến ạ. Em 26 tuổi, em là giáo viên. Chồng là kiến trúc, vợ là giáo viên. Vậy cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Tụi em chơi với nhau từ nhỏ ạ. Tụi em học chung cấp 1, cấp 2. Chơi với nhau từ nhỏ thì cũng không ấn tượng gì nhiều về bạn này. Tại vì bạn ít nói lắm, mà lại trầm tính, mà nhiều khi sống kiểu bất cẩn á. Mỗi lần đi chơi chung với nhóm mà bạn không muốn là bạn bỏ về rồi. Còn bạn thì bạn thấy vợ bạn như thế nào? Nói rất là nhiều, chơi rồi toàn là cô ấy nói. Mọi người nói là cô ấy hay cự cãi lại đó. Chuyên gia cự cãi. Sai mới cãi đúng không? Ví dụ như mấy bạn nói mà đi trễ là mấy bạn khác không nói là em nói. Mà hai bạn có một cái âm điệu giọng nói hơi hơi giống nhau phải không? Dạ, dạ. Tụi em ở Quảng Ngãi nên gần nhà nhau. Cùng quê mà lại gần nhà. Sát nhà chung. Nhau, cách nhau mấy nhà. Rồi bây giờ lại sống với nhau, trời ơi. Cả cuộc đời hai bạn gắn chặt với nhau ha. Lý do làm sao á, đến một lúc nào đó tại sao em lại yêu chồng em? Nếu mà thì tụi em thi đại học. Thi đại học. Không, đúng rồi. Rồi cái làm rồi sao? Thì lúc đó em đậu, còn bọn này rớt. Cái bọn này rớt. Bọn này rớt rồi. Bọn này là bọn rớt. Chị Hồng Vân nó lại không có giống. Chị mà giống chị là người lãng ngãi rồi. Dạ. Thì bạn rớt á, cái tụi em đi chơi với nhau á, bạn bỏ ra ngoài bãi đất bạn nằm, cái em mới nói là rớt thì rớt nhưng mà mình cũng phải vui vẻ để mình giữ không khí với anh em chứ, như vậy thì làm mọi người rất là buồn. Thì em nói bạn như vậy mà bạn cũng không chịu, còn bạn vẫn cứ nằm đó mặc ai nói gì nói, em ghét em bực mình bỏ về. Thực ra thì lúc mà em thi đại học em rớt á là gia đình là đặt kỳ vọng rất nhiều, sau này nghe tin rớt thì cảm giác mình mất tất cả rồi mà không còn gì nữa hết. Thì lúc đó em thấy cũng tội nghiệp, bạn mình rớt rồi thì thôi kệ bạn đi, thì thông cảm chút. Thì từ đó em mới suy nghĩ lại. Là bắt đầu từ lúc đó có cái sự thay đổi lại. Dạ thì em thấy mình cũng hơi quá nên thôi. Thì ngay từ buổi ban đầu là em với vợ như là nước với lửa vậy. Mỗi lần nói chuyện kết thúc vấn đề là hai đứa cãi nhau, hai đứa cứ như vậy hoài luôn. Rồi làm gì đó. Mà lúc nào thì em có cảm tình như vậy? Sau khi rớt á là em ra Đà Nẵng em ôn, còn vợ thì vô Quy Nhơn học. Mà lúc đó thì hai đứa tình cờ gặp nhau trên mạng. Thì hai đứa nói chuyện mà mình phát hiện là cô này là ngoài thì cứng vậy nhưng mà nhiều lúc nói cũng khi nói trên mạng với mình hai đứa riêng thì cô ấy cũng rất là tâm lý. Có cảm giác là mình hơi nhớ nhá. Bao lâu thì mới gặp nhau? Khoảng hơn nửa năm. Đó là Tết đó, là tụi em về quê thì là mùng 4 Tết á, nhóm tụi em á đang đi chơi thì cũng có gây sự một nhóm ở trong cái xã đó. Thì cái có ẩu đả xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Thì mấy bạn đây quấn lộn, em chạy theo bạn này em lôi lại thì em cũng bị đánh. Thì bị đánh rất cái tay luôn. Lúc mà em đánh thì em thấy bạn ôm em, bạn đỡ rất là nhiều. Em thì vì bảo vệ cho bạn mà bị chém cái tay hả? Bây giờ vẫn còn vết đó chị. Ồ, còn bản thân em là đã đỡ cho bạn rất là nhiều những cái cú mà nguy hiểm đúng không? Rồi sau đó là hai đứa nó như là tình cảm nảy sinh. Nghĩa là mình công khai với nhau thì bạn bè nó rất là bất ngờ, nó kêu hầu giờ không ngồi nói chuyện với nhau đứng câu mà sao tự nhiên yêu nhau hồi nào hay vậy. Hầu giờ ở trong cái gì nói gì nó mà nó lẹ dữ hay không. Mình hình dung á, nếu mà hai bạn nói tiếng địa phương á, lúc mà hai bạn tỏ tình với nhau á, anh yêu em hoặc là em yêu anh á, thì bạn nói như thế nào? Tụi em không có tỏ tình. Sao vậy? Khi mà cái cảnh hỗn loạn đó xảy ra đó thì thể hiện tình cảm với nhau luôn á, nó thay cái lời nói là anh yêu em yêu anh luôn rồi. Có nghĩa là sau cái bữa đó là về là hai đứa không cần phải nói là đã đến với nhau luôn á. Dạ thì bạn đây bác nói là không cần phải nói nhiều, hiểu nhau được rồi em yêu. Nhưng mà ra cái phải nói luôn con là anh yêu em chứ. Đúng. Em chưa bao giờ được tỏ tình là như thế nào á. Chưa bao giờ luôn. Bây giờ tranh thủ ngày hôm nay mình nói một cái lời ngọt ngào với vợ mình đi. Tính em nó không thể hiện được như vậy, bây giờ anh chị bắt ép em vô tình hình huống này em cũng biết xử sao. Trời ơi em, mà em quên câu là phụ nữ yêu bằng tay hả? Vậy. Em nói luôn, em nói biết điều đó thôi mà không bao giờ. Nếu mà làm không thì chưa đủ với phụ nữ. Đó. Còn phải thỏa thẻ bên tay. Tại vì em biết không, đây sẽ là một cái hôm mà sẽ lưu lại một cái kỷ niệm của vợ chồng em.
Dạ. Để sau này nhiều khi mình già mình ngồi lại hoặc con cháu mình nó coi lại, không phải là dễ có được cái cơ hội này. Chính vì vậy mà tụi chị mới muốn là em nên nói, nó sẽ là một cái dấu son trong cái cuộc sống của vợ chồng em đó. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi. Bây giờ để thay lời cảm ơn vợ, hai đứa yêu nhau lâu từ đó mới giờ nhưng mà anh không nói được lời nào. Bây giờ anh xin nói thực tình là anh yêu em rất là nhiều. Anh thay lời muốn nói thì anh xin hôn lên cái chỗ mà vợ đã đỡ cho anh lúc mà ẩu đả. Bây giờ là cả nước để chứng kiến tình cảm của chồng em dành cho em quá là tuyệt vời, quá là lớn lao. Vậy thì hai bạn á, sau khi mà đã đồng ý đến với nhau rồi đó thì trong cái thời gian quen nhau thì hai người hay giận hờn nhau? Nói chung là em gây lộn nhau, nó bắt đầu nó sẽ như thế này nè. Em nói ảnh một câu cái ảnh buồn buồn, anh ngồi xị vậy, cái em tức quá, em nói đàn ông mà sao mà cứ thích hay nhăn nhó, cái em bực mình là em dặn lại rồi anh bỏ đi về. Bữa sau cái em nhắn tin nè, em gửi mail nè, em nói gì cũng không trả lời hết, em tức quá chia tay. Chia tay xong sợ có xuống dưới nhà ngồi xị vậy, ngồi xị miếng em không thiệt, cái đi về. Bữa sau cũng xuống tiếp, mày ngày nào cũng như ngày nay xuống ngồi xị rồi về đó. Vì lý do đó mà chia tay đúng không? Dạ. Rồi cũng vì cái lý do đó mà chia tay không nổi, thấy tội nghiệp quá. Rồi cũng vì lý do đó mà giờ lấy nhau. Thật ra thì hai đứa khi xa nhau á là nhớ da diết lắm. Khi gần nhau lại cãi vã. Nhưng mà trong những lần cãi vã đó, có lần nào mà nó khủng khiếp không? Chứ chia tay nhiều lắm. Sinh nhật ảnh em rất là nhắn tin, rất là tình cảm, thì cũng những gửi những lời chúc đến ảnh. Cái em này nói chứ thôi em đi ngủ sớm đi, là em thấy là buồn buồn rồi đó nha. Mà tự nhiên em đang ngủ, một tin nhắn đâu nó lạng tới, mở ra coi nó không ăn nhập gì đâu hết. Lộn tin đó. Nhắn cho người ấy mà lại nhắn nhầm cho em. Em rất là buồn, tại vì em nghĩ tình cảm nó thiêng liêng lắm, em bị mất niềm tin sâu sắc lắm. Có khi nào Tâm cố tình Tâm nhắn lộn như vậy để mà thử cái cảm giác của bạn gái mình không? Không, tại vì em biết tính vợ của em á, cái tình yêu đối với cô ấy nó thiêng liêng lắm. Anh Quốc Thuận cũng biết đó, nhiều khi mình đi lăng nhăng thì mình đi ở ngoài là còn về là bỏ qua hết rồi, về chỉ có vợ và vợ thôi. Đúng vậy. Thực ra là tình huống nó như vậy, cái người bạn gái đó là quen với một cái người bạn đại học của em, cô ấy ngoài Quy Nhơn, mình ở trong Sài Gòn, nên nhiều lúc cũng thiếu thốn tình cảm, uống cà phê đồ này nọ thôi. Nhưng mà đúng dịp đó là hơi xui thiệt, là bị trúng dịp sinh nhật, ok là tụi mình đi chơi nên mình phải nhắn tin lại. Nhưng mà lúc đó vợ nhắn tin luôn, bấm sao nó nhanh quá, nhảy tin nhắn qua vợ mình luôn. Cái nội dung sao mà em sốc chứ chị ơi. Nhưng mà nói chung nội dung gì em cũng sốc á, tại vì đối với em, em không nghĩ là bạn em lại như vậy. Tại vì em rất là tin tưởng và em tự hào về điều đó. Em nghĩ là bạn em rất là thương em và tiếp người không có lăng nhăng, nên thật sự em rất là thất vọng, mất niềm tin. Bây giờ thì bớt mất niềm tin chưa? Nói chung là em biết chấp nhận hơn. Thì sao em không nghĩ rằng á, tất cả những người đàn ông trên cái cuộc đời này, trước khi người ta chọn cho người ta một cái bông hoa của riêng người ta đó, người ta phải chọn lựa trong một cái vườn hoa đầy màu sắc, đầy các loại bông đẹp, mà em là cái bông đẹp nhất, đúng không? Tại vì cuộc đời ai cũng phải có sự trải nghiệm, phải có sự chọn lựa. Quen nhau yêu nhau thì bao lâu thì mới là kết hôn? Nhưng tính luôn thời gian quen, thời gian yêu là 9 năm, còn thời gian quen thì 15-16 năm. Trời ơi. Thì chứ còn gì nữa. Cuộc đời hai bạn này là sinh ra ràng buộc từ đây cho đến lúc mà đám cưới kim cương mà. Rồi, có nghĩa là 15 năm chắc lấy nhau xong rồi đâu có gì đâu phải tìm hiểu nữa. Là khó khăn. Đâu cần phải tìm hiểu nhau nữa. Đúng, biết hết rồi, hiểu hết rồi. Em không nghĩ là quen nhau lâu thì sẽ sống với nhau, nó hiểu nhau. Nhưng mà cái một thời gian dài sau đám cưới em bị gọi là khủng hoảng. Sao vậy? Vì ảnh vô tâm á. Bữa nữa anh hay làm việc khuya nè, làm việc xong là coi đá banh. Nhiều khi ngủ một mình mà rất là buồn vậy. Mà anh cũng không hiểu sao chủ nhật muốn anh chở đi ăn sáng, anh cũng ngủ tới 9-10 giờ. Và ngày này qua ngày khác thì anh cứ làm như vậy miết. Thì em rất là buồn. Khi em nói với anh ấy thì anh nói là anh đâu có xấu như vậy đâu, anh nói là anh cũng tốt mà. Rồi hai chồng chỉ nên lạnh với nhau. Thực ra thì trong giai đoạn đó là giai đoạn áp lực với em. Tại vì lúc đó là chuyển công việc cái gì, mà công ty mới thì nhiều việc quá. Mà mình cứ nghĩ là vợ với mình sống với mình quá lâu rồi, mình đinh nên là vợ mình vợ quen mình phải hiểu mình, phải hiểu công việc của mình. Dạ, đúng là hơi vô tâm thật. Vợ chồng mới cưới mà, nói chung là cũng muốn gần gũi tí. Nhưng mà nhiều khi mình hơi vô tâm tí. Rồi vợ em có hành động gì để mà làm cho em hiểu được cái điều mà vợ em buồn không? Sau này thì vợ có viết lại một lá thư, nói là hai đứa mình chắc là không hợp rồi, quen nhau lâu nhưng mà bây giờ anh không hiểu em thì mình nên chia tay nhau đi. Sau đó thì bỏ đi. Em chỉ viết thư em nói rằng là em rất là thất vọng vì ảnh. Vậy mới qua nhà em ở một ngày để cho ảnh có thời gian đi, ảnh nhìn nhận lại mọi việc. Chứ nếu mà cứ ở bên nhau mà chỉ nên lạnh hoài thì ảnh cũng mệt mỏi. Em hy vọng là ảnh đọc rồi ảnh cũng có rung động rồi cũng nhắn tin kêu mình về chứ. Không luôn, cả một ngày tắt điện thoại xong cái em trong mở điện thoại lên coi không có tin nhắn,
vô Facebook coi, không có tin nhắn, vô mèo cũng không có, và đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu, phải qua nhà bạn ngủ thôi. Ủa, khi mà Tâm đọc cái lá thư đó là Tâm không có sợ vợ của mình là đi đâu gặp phải một cái gì hay sao? Cũng biết tính vợ rồi, đi đâu đó rồi hay về. Nhưng mà lần này thì cô ấy đi thật. Trong cái lúc mà vợ ở đây là em trong giấc ngủ em có một cái giấc mơ thấy vợ mình quanh quẩn ở cầu Sài Gòn. Sao vợ yêu mình ở cầu Sài Gòn? Quanh quẩn ở cầu Sài Gòn. Sau đó là kết hợp với cái tin nhắn của một cái đồng nghiệp trong khoa của vợ đó. Yến ơi em làm đừng có làm điều dại dột. 1, 2, 3 là em mặc đồ cấp tốc lái xe chạy xuống cầu Sài Gòn tìm vòng quay luôn. Không thấy đâu cả. Mình sợ em muốn khóc đứng ngay tại cầu mà khóc luôn đó. Là nghĩ là vợ đó. Quy sinh rồi. Cái chuyện đó là xảy ra bao lâu? Mới đây hả? Mới đây thôi. Rồi. Thật ra em không phải là vô tâm đâu, chị nghĩ là em chủ quan. Vì cái cuộc tình của tụi em á, nó lâu quá rồi. Đâm ra là em cứ nghĩ là vợ em hiểu em từ chân tơ kẻ tóc, từ bên trong ra bên ngoài. Đâm ra là em cứ nghĩ rằng á, là em không cần phải nói thì vợ cũng sẽ tự hiểu là mình. Dạ, em hiểu nhưng mà em không chấp nhận được. Nhưng mà em đã nói ra những cái suy nghĩ và những cái không đồng ý của em với chồng chưa? Nói nè, nhắn tin nè, mail nè, không trả lời, viết thư bỏ đi. Không thèm nói gì hết. Sao vậy em? Chồng em nói rằng là em mà dặn anh là anh không làm được gì hết á, là anh không suy nghĩ được gì. Chẳng thà nếu mà dặn nhẹ nhẹ thì anh còn biết anh sai, mà em mà dặn nhiều là anh không biết làm gì hết. Trời ơi, chỉ buồn thôi. Có nghĩa là chồng em cũng đã nói ra cái tâm tư của chồng em cho em nghe rồi, mà bây giờ vẫn chưa tìm được cái đáp số chung. Thì sau được đó thì cũng nói chuyện với nhau thì cũng khóc với nhau luôn. Vì mình cũng quen nhau lâu mà để đánh mất tình cảm như vậy thì quyết định là làm lại từ đầu. Đầu tiên là đăng ký tham dự chương trình này luôn, đánh dấu một cột mốc là chúng ta sẽ bắt đầu từ đây là chúng ta sẽ thay đổi, xây dựng cuộc sống. Nếu vậy thì ngày hôm nay là phải nói hết những cái gì mà mình muốn. Dạ, thì em muốn ảnh quan tâm đến mọi thứ hơn, tâm lý một chút xíu để hiểu vợ, với nữa là thể hiện cái tình cảm với vợ một chút. Dạ, thật sự thì em cũng hơi nội tâm, không quen với cái việc biểu lộ cảm xúc ra. Nhưng mà cái đó chị nghĩ em nên sửa. Bây giờ buổi tối khi mà hai vợ chồng đã xả được hết những cái công chuyện rồi, như này kia nọ, nói là Cưng à, Cưng có biết là bây giờ anh ước điều gì nhất không? Hỏi vợ sẽ hỏi là điều gì về anh? Em bớt nói lại một chút. Em bớt nói lại một chút được không? Hiểu không? Bây giờ đó, anh mà nói được câu đó là em sẽ im một ngày luôn. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Tối nay về áp dụng thử thôi. Đồng ý không? Ok. Xin cảm ơn em ạ. Là mình phải tấn công liền anh. Trời ơi, vậy là mất hết rồi. Kêu ảnh dậy xong mà ảnh hơi tỉnh thôi thì ngưng. Một trong cuộc sống mà em rất là bực đó là rêu rao vợ. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Ý khoan, cô dâu hình như là lum lúp đúng không? Đúng rồi chị, có em bé rồi, bốn tháng. Bốn tháng rồi. Dạ. Chị thấy cái bụng nó rất là nhô nhô dễ thương. Phụ nữ nhạy cảm quá, nhìn là biết liền. Và cô dâu mình dây. Dạ. Và hồi nãy không biết chú rể khi mà ra đây là nghe khán giả coi như là cổ vũ nhiệt tình như vậy là có hết lo sợ? Cũng hơi run run. Giờ còn run không? Nhưng mà giờ chắc cũng từ từ cũng bớt. Từ từ cũng bớt, cho con cái cho dứt luôn đi. Rồi, hãy giới thiệu về mình. Xin chào tất cả các khán giả đang xem chương trình. Chào MC, rất là dễ thương. Mình tên là Trương Long, 36 tuổi. Mình là kỹ sư công nghệ thông tin. Và đây là gấu mình. Tại sao các ông chồng lại hay gọi vợ mình bằng gấu ta? Tại vì lúc trước khi quen thì hiền lắm, mà khi cưới về thì bắt đầu mới trổ tính ra rất là dữ, nên mình thường gọi là gấu. Gấu. Dạ. Chút nữa mình sẽ coi cô dâu gấu như thế nào. Đó là rồi, mời em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Phương Duyên. Hiện em đang phụ trách marketing cho một công ty. Em năm nay 28 tuổi. Rồi, hai bạn quen nhau trong một cái trường hợp nào, một cái cơ duyên nào? Xưa lên thành phố học, ở chung phòng với nè. Cô nàng cái này cũng bình thường thôi. Chung nhà với nàng. Chung nhà với nàng này bình thường thôi. Nhưng mà sao mình thấy nàng này siêng năng. Chiều tối về thì nàng này thường đem đồ ăn xuống hầm. Với lại nàng ăn mặc rất bình dị, giản dị lắm, chứ không có xe xua gì hết. Mình để ý từ đó. Nói tóm lại là hình dung nha. Hình dung câu chuyện nè. Ở chung một cái nhà có nhiều người thuê, gọi là nhà trọ. Dạ.
đúng không? Dạ. Rồi á, bạn này á, là tạo ấn tượng cho bạn này á, là do bạn này rất là giản dị và thích hay đi hâm đồ ăn, dạ, thích nấu nướng, dạ, là kết liền đúng không? Dạ. Rồi ngược lại bạn này có biết là bạn này để ý mình không? Dạ, tại vì lúc đó cũng có nhiều người để ý em lắm, thành ra anh này cũng là một trong số đó. Lúc đó cái tư tưởng của em nó ngây thơ lắm, tại vì hồi xưa tới giờ á em chơi với bạn nam thân cỡ nào luôn á, nhưng mà em không bao giờ lên xe cho nó chở. Dạ. Anh là chơi trò chơi tập thể cỡ nào luôn không bao giờ nắm tay, dù rất là thân. Còn anh này anh cứ sát sát vô không à, rồi cái xong ảnh tự động đi lại nắm tay rồi này kia nữa. Tấn công liền mình thấy là coi là mình phải tấn công liền anh để không mất thời cơ sao không theo đuổi cái, mà tự nhiên đi lại nắm tay. Cái em lúc đó em suy nghĩ em nói trời ơi, vậy là mất hết rồi, mất hết rồi, mất hết nắm tay thôi mà coi như mất hết đấy. Tại vì nào chưa có ít giao tiếp, ít có quan hệ xã hội nên cái tư duy nó khác thường một chút. Dạ. Rồi sau cái nắm tay đó đó thì nắm tay nàng giận dữ buông lấy ra thì em nắm chặt liền. Em hung luôn, em tấn công hung luôn, hung luôn. Trời ơi, rồi lúc đó thì sao? Trời ơi, khóc quá trời luôn. Em nói là coi như là công tình bao nhiêu năm nay gìn giữ giờ mất hết rồi. Mất hết. Phải thiệt, lúc đó em thích không? Dạ không, lúc đó em cảm thấy là đất trời sụp đổ. Tại vì lúc đó em không nghĩ anh này là người yêu của em hay là bạn trai gì đâu. Em chỉ nghĩ là cái đó là phải dành cho cái người chồng mình sau này hay là gì đó. Tại vì cái lúc đó cái tư tưởng của mình là cái điều đó là thiêng liêng lắm đó. Tự nhiên bây giờ là cướp mất của mình, cướp luôn mất. Rồi bây giờ sau đó là bắt đầu là quen nhau. Yeah. Đúng không? Rồi đi chơi với nhau. Mình tấn công liền chứ mình ngồi nói không thì đó, nói giờ, không có gì hấp dẫn không. Bây giờ chị mới đang hỏi đây nè, tức là đi chơi lần rồi ngoài cái chuyện nắm tay hôn rồi còn làm gì tới nữa không? Dạ không, dạ không. 9 năm 10 tháng. 9 năm 10 tháng là chỉ nắm tay hôn vậy thôi. Nắm tay hôn nhau. Đúng vô cà phê sân vườn. Chị rất là thắc mắc 9 năm 10 tháng. Dạ. Mà tụi em chỉ có nắm tay với hôn thôi. Chắc chắn không? Dạ. Như vậy là cái đêm tân hôn nó chắc vui lắm á. Dạ. Đêm tân hôn đâu biết gì đâu chị. Mà đêm tân hôn cô không có nữa. Đêm tân hôn hai đứa chỉ lo đếm tiền thôi hả? À. Sáng nay gặp nhiều cặp vợ chồng còn đếm tiền không đó. Vậy là sau đêm tân hôn rồi dính bầu luôn. Dạ đúng rồi chị. Mà giờ cũng còn đang rất là buồn. Tại vì sau 9 năm 10 tháng thì mình sẽ có một thời gian hưởng thụ ha. Giờ vừa mới cưới nhau xong cái tự nhiên có em bé. Là coi nghỉ hưởng thụ luôn. Dạ. Lại, em nói nghe là hai bạn đã quen nhau là 9 năm 10 tháng. Dạ. Nghĩa là một cái quá trình phải nói là dài chứ không, dạ, không ngắn. Vậy thì sau khi cưới về rồi nó có khó khăn gì không? Khó với anh, nóng nảy. Nhỏ xíu con gì mà nóng nảy. Em sợ nhất là khi mà em đi nhậu mà không nói trước, đi nhậu về ăn cái em xỉn em ngủ kêu dậy. Trời ơi, mà lúc đó là đang xỉn trong người. Xỉn mà kêu dậy anh cảm giác khó chịu lắm. Em không có ngủ được, cảm thấy uất ức lắm. Thành ra cứ lôi đầu vậy. Kêu ảnh dậy xong mà ảnh hơi tỉnh tỉnh rồi thì ngưng, nhưng mà thấy ảnh ngủ tiếp thì kêu dậy tiếp. Trời ơi, cảm giác hành hạ gì? Trời ơi, hành hạ đối anh hành quá. Thấy không? Bây giờ anh hỏi thiệt nha. Dạ. Hai vợ chồng quen nhau dài như vậy rồi đến lúc cưới nhau như vậy. Dạ. Thì chồng em sau khi cưới về rồi có cái sự thay đổi gì? Ảnh sinh ra cái tập lười. Ví dụ như ở nhà ảnh lau nhà, ảnh rửa chén, ảnh nấu cơm, ảnh giặt đồ, ảnh nấu ăn. Nhưng mà vấn đề là em nghĩ là như vậy là nó không có đủ. Có nghĩa là ảnh ví dụ như ảnh phải dẫn em đi uống cà phê, hay ảnh dẫn em đi coi phim, hay là ảnh dẫn em đi chơi gì nữa. Còn có nghĩa là bây giờ em, ví dụ em muốn đi uống cà phê thì em phải nói ảnh à anh ơi dẫn em đi uống cà phê, quán em tự chọn, ảnh chỉ việc chở em tới. Em muốn đi coi phim em tự lên là phim nào luôn, tự coi là giờ nào luôn, ảnh chở em tới. Nói chung là mọi thứ em sắp xếp hết, em chả có gì bất ngờ hay chả có gì hồi hộp. Em cảm thấy chán chán mà nói trao đổi ảnh rất là nhiều lần. Mà ảnh cứ tối ngày nói với em nhàm cái gì mà nhàm, em đốt đốt hả, có tìm được ai giống như anh đâu. Cứ tự tin về mình thôi. Dạ. Anh nghĩ sao mà vừa làm mệt mà vừa nấu cơm vừa chặt đồ nữa, anh thấy đuối lắm chứ bộ anh mới đuối, nhưng mà về tối giờ nó mệt rồi làm cảm giác làm biếng lắm, nằm nghỉ cho nó khỏe. Mà nàng lúc nào cũng kêu đi chơi chỗ này chỗ nọ, tại nàng đâu có làm đâu mà. Ngoài cái việc là anh ấy không làm mới mình thì ảnh còn có tật xấu gì không? Một trong tật xấu mà em rất là bực đó là riêng lao vợ. Tại vì em nghĩ là chuyện gì thì ví dụ như hai vợ chồng đóng cửa với nhau, ví dụ như em có chửi ảnh em lôi vô phòng em chửi thôi, hoặc em có quýnh ảnh hay là hành hạ ảnh thì em cũng lôi vô phòng. Còn nói chung là trước mặt người khác là em ít khi nào mà la ảnh lắm. Nhưng mà ảnh lại đem tất cả những việc đó kể cho tất cả mọi người, từ những người mà em không hề quen biết cho tới những người mẹ chồng, chị chồng, anh chồng, chị dâu chồng, cháu chồng, bạn của chồng, đồng nghiệp của chồng, sếp của chồng. Nói chung là tất cả mọi người, thậm chí cả những người mà em không biết mặt mà không biết mặt em.
Thành ra nhiều khi người nào mà lần đầu tiên gặp em á, ta nói trời ơi, để coi vợ nó, coi vợ nó. Giống như em là một cái gì ở trên trời rớt xuống, em là một cái con gì chắc 12 con mắt, 34 cái tai hay là đại loại là ghê gớm á. Cứ đi nói vợ như vậy, trời ơi vợ cũng không. Nói mày biết nha, ở nhà vợ tao ha, nó quýnh tao ghê lắm. Rồi kể tùm lum tà la, thành ra trong mắt mọi người xung quanh em cứ như là một cái gì đó dễ sợ lắm. Dạ, đó. Dạ. Vậy chị hỏi cái điều này nè, từ lúc mà em có cái đêm tân hôn đầu tiên với vợ em á, dạ, cho đến lúc mà em bế quan tòa cảnh, em coi như là em cử luôn á, dạ, là vợ em được bao lâu? Sau khoảng 3 tháng là em ngừng. Có nghĩa là vợ em là 3 tháng thôi là ngừng tới giờ. Dạ. Bởi vì không chửi em hoài lạ, không giữ mới là lạ. Chị thấy vậy nè, tụi em á nên gặp bác sĩ về sản khoa á. Dạ. Để tư vấn về cái mối quan hệ vợ chồng khi mà cái người vợ đang có bầu. Tại vì theo như là chị biết á, yeah, chị cũng có đọc sách báo á, thì như vậy nè, trong thời gian vợ có bầu từ tháng thứ tư trở đi đến tháng thứ bảy á, yeah, quan hệ vợ chồng bình thường, miễn là tụi em biết là như thế nào để mà không ảnh hưởng đến em bé, thì theo chị nha, tụi em nên gặp bác sĩ. Yeah. Rồi bác sĩ sẽ tư vấn cho tụi em, chứ không vợ em nè nó nổi sảy lên hết rồi, chị nói thiệt luôn ạ. Bây giờ em muốn chồng em thay đổi cái gì? Gọi là gì, ưu tiên bà bầu trước? Dạ, anh phải chủ động trong cái việc là hâm nóng tình cảm vợ chồng. Ừ. Chị nghĩ cái đó là một cái đòi hỏi rất là đúng đắn. Nhiều khi em mệt thiệt, nhưng mà em có thấy vợ em vui, tự nhiên em hạnh phúc lắm, em hết mệt đó. Mình thay vì đi uống cà phê, ghé vô ăn hộp vịt lộn cũng được chị. Vừa bổ cho con nữa, vừa bổ cho mình nữa. Không, chị nói thiệt mà. Còn đó, em thì em muốn vợ em thay đổi điều gì? Vợ em bớt nóng tính, thấu hiểu thêm cái tư tưởng người khác hơn, chứ đừng có áp đặt cái tư tưởng của mình vào người khác, bắt người ta phải làm như vậy. Em biết sao không? Thực ra là như vậy nè, cái người phụ nữ lúc mà người ta có bầu á, ta thay đổi cái nội tiết tố trong người á, tự nhiên ta có những cái tính nó đột biến kỳ lạ lùng lắm. Cân bằng cái đó đi, tự động thấy khác liền. Thử đi. Thôi tối nay thử liền đi. Tối nay đi gặp bác sĩ trước đi rồi thử cho chắc ăn em ơi. Em sẽ yên tâm hơn về cái tư tưởng của em á. Hai vợ chồng bạn cứ tìm gặp bác sĩ đi, rồi xong rồi tối nay về hưởng thụ. Được má, được má. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn hai bạn. Thấy nàng cũng không phản ứng gì. Em và anh là cu li cao cấp. Bà xã em á có cái là rút kinh nghiệm kém. Tật xấu của ảnh thứ nhất là rất là hay quên. Vợ rất là thích kể chuyện anh. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai bạn. Mình tiếp xúc rất nhiều những cặp vợ chồng mà có những cái nét mà hao hao giống nhau. Cặp này rất giống nè. Hai cái lỗ mũi rất giống, hai cái miệng rất giống, hai con mắt cũng rất giống, nói chung hai mặt giống nha. Rồi cảm ơn anh chị. Em giới thiệu cho mình. Em tên là Trương Quang Vĩnh Hải, hiện tại là em đang là luật sư tập sự. Em hiện tại năm nay là 26 tuổi. Còn em? Em tên là Lương Vũ Thùy Dung, năm nay em 25 tuổi, hiện nay em đang là công chức nhà nước. Công chức nhà nước. Thế thì hai bạn gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Tụi em học chung với nhau trong cùng giảng đường của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Năm đầu thì tụi em cũng biết nhau thôi, tại vì bà xã em là lớp phó, em chỉ để ý thôi, biết tên thì thôi. Mãi đến khi mà cuối năm thứ nhất đi học quân sự ngoài Thủ Đức thì bà xã có nhờ mua đồ ăn giùm. Lúc đầu em nhờ ảnh một phần, sau em nhờ ảnh 20 phần, rồi em và ảnh là cu li cao cấp luôn. Có 20 phần là mua cho cho phòng của em. Dạ. Rồi coi như là cu li cao cấp. Rồi nhờ vả bao lâu thì bắt đầu mới nảy sinh tình cảm? Đầu học kỳ 1 của năm thứ 2 thì tụi em đi công tác xã hội chung, thì em có đưa đón bà xã, cũng để ý mình thấy thích trong lòng. Rồi trong quá trình đi công tác tình nguyện thì em cũng có thử thăm dò là nắm tay. Thấy nàng cũng không phản ứng gì. Thì sao nữa? Dạ, sau đó thì về lại thành phố thì tụi em cũng có đi tiếp tục công tác tình nguyện tiếp theo. Em cũng xách đồ giùm rồi đưa đón, khi đưa đón nàng đi tới lui vậy đấy. Rồi em lần đó em mới tỏ tình. Nhưng mà lần đó thì vợ chưa đồng ý. Dạ, giờ bảo là để suy nghĩ thêm. Vậy đó. Dạ. Rồi bao lâu thì em mới đồng ý? Sau khi em về tham khảo ý kiến của ba mẹ. Tham khảo ý kiến phụ huynh đúng không? Dạ. Thì ba mẹ em nói là dắt ảnh đến nhà gặp ba mẹ đi. Rồi ba mẹ cho ý kiến. Rồi dắt từ đó thì tụi em cũng có đi tới đi lui qua nhà chơi. Nhưng mà ba mẹ gặp em thì ba mẹ có đồng ý không? Dạ chưa. Chưa có nói, là em chưa biết gì hết á. Nhưng mà cho tìm hiểu. Rồi, không có ngăn cấm. Dạ. Cách khoảng tháng sau em mới hẹn đi xem phim. Em mới âm thầm chuẩn bị tự bó bông hồng.
to nhưng mà em bỏ trong cái ba lô á, em đi vô rạp chiếc phim em mới mở ra tạo bất ngờ, rồi em mới tỏ tình. Cái lần đó bà xã gật đầu luôn. Rồi cái mạng quá mà. Sau đó bà xã mới dắt qua là xin phép ba mẹ cho quen, để ba mẹ kỹ vấn đề mà cho con quen bạn. Lần đó em cũng mua quà để vừa qua mời trà ba mẹ đó. Cái lần đó em run quá em làm bể cái ly. Rồi chắc ba mẹ cũng thông cảm mà đúng không? Dạ. Rồi cái thời gian qua lại gì là bao lâu? Cái lúc mà thưa với ba mẹ cũng có ra một cái điều kiện là nếu mà quen nhau á mà sau này cưới nhau thì phải ở trên này lập nghiệp trên này. Ra là trên em, này là trên thành phố là hả? Trên thành phố. Dạ. Tại em ở tỉnh. Em dạ. Ở tỉnh còn bà xã là ở thành phố. Dạ. Hiện nay thì là em ở nhà bên vợ. Dạ đúng. Mà thường ở chung nhà thì chắc chắn là phải có va chạm rồi. Vậy thì có phải tập trước những cái thói quen gì không? Dạ thì lúc đầu á em có nhiều khác biệt so với nhà vợ lắm. Kể cả như cách nói nè, chuyện nè, cách xưng hô rồi dùng câu chữ nhiều khi em phát âm sai sao đó. Sao? Dạ ví dụ như là cái to thì ảnh nói là cái tò. Rồi bật quà thì ảnh nói là bắt quà. Thành ra em phải sửa rất là nhiều cho nó phù hợp. Nhưng mà trong quá trình mà ở rể thì có những cái chuyện gì mà xảy ra ngoài cái dự kiến đó? Dạ nói chung là sống chung một nhà thì không thể thiếu được những cái việc mà có xích mích. Nhưng mà cái chủ yếu ở đây là tụi em xác định rõ là hai vợ chồng sẽ nói thẳng và nói thật. Cũng như là sẽ trao đổi trước khi mà quyết định một việc gì đó. Nhưng mà em có áp lực không? Dạ thì so với thành độc thân thì mình muốn làm gì cũng được, thoải mái. Nhưng mà đến khi sống chung với ba mẹ rồi á thì mình phải ngó trước ngó sau. Rồi đi thưa về trình chẳng hạn, rồi những làm quen những cái thói quen trong nhà, thêm những cái thói quen mà mình chưa được biết. Có những lúc chưa quen cũng em cũng hay quên. Thế thì còn vợ em có tật xấu gì không? Bà xã em á có cái là rút kinh nghiệm kém. Ủa rút kinh nghiệm kém là sao? Tức là có một vấn đề đi, em đã góp ý rồi nhưng mà rất là nhiều lần không sửa được. Ví dụ như em đã nói rồi, lần sau bị sai nữa. Cái em cố tình em nâng lên, ví dụ đây là lần thứ 100 anh nhắc em vậy. Nhưng mà tới chừng sau lại không sửa nữa. Chị hỏi thiệt nè, có những lúc mà hai vợ chồng cãi nhau á, nhưng mà sống chung với bố mẹ đó, thì tụi em sẽ kềm hãm cái việc này như thế nào? Tụi em thường là lên phòng nói với nhau. Hoặc là có chuyện gì đó mà bức xúc quá á, là coi như em làm thinh. Rồi xong xuôi hết đi lên rồi em mới bày tỏ ra. Nhiều khi hai chồng cũng cãi nhau lớn tiếng lắm. Nhưng mà đỡ cái là tụi em không có giận lâu. Thường là không bao giờ quá 2 tiếng hết á. Rồi lúc đó bố mẹ can thiệp làm sao? Tức là bố dạ, mẹ thường mẹ là bên em hay là bên chồng em? Không can thiệp, cũng tụi không con có lớn rồi tụi con tự quyết định. Hồi nãy giờ anh cố khai thác em để mà tìm ra được cái thật xấu của chồng em thì em lại nói để em kể anh để rồi anh có cơ hội. Thật xấu của anh thứ nhất là rất là hay quên. Mỗi lần em ngồi lên xe là em sẽ hỏi câu thứ nhất là anh ơi bật đèn xe chưa, nếu đi vào ban đêm anh ơi gác chống chân chưa, còn nếu mà em xuống xe em sẽ hỏi anh ơi anh đã rút chìa khóa xe ra chưa, anh đã lấy thẻ xe chưa, anh cất ở ngăn nào, làm ơn anh nói với em để tí nữa em nhắc anh. Tại vì anh thường xuyên quên cái chuyện đó. Tới giờ còn không? Lần nào em cũng nhắc nên là không thấy quên, mà hễ em không nhắc là sẽ quên. Phải quên một trong mấy món rồi. Dạ. Còn gì nữa không? Rồi cái xấu cái số nào số đớn luôn. Sao là sao đớn mà dễ thấy nhất là khi mà anh phấn khích quá, anh vui quá, anh cười rất là vô cùng là ấn tượng. Em cười được gì? Cười sao? Cười sao? Em cười giống như là em cười ra tiếng rồi. Vậy là dạ. Có gì đó gấp 10 là như vậy. Đúng không? Có gì thôi à. Rồi anh hay càm ràm. Thí dụ điển hình cái là ví dụ như là này anh có nói là em rút kinh nghiệm kém á, thì anh sẽ thường xuyên nói đi nói lại mà nói một cách liên tục dồn dập, thậm chí là em chán quá em không nghe nữa, hoặc em nói là em mệt quá em không muốn nghe nữa, anh vẫn tiếp tục nói. Còn nếu không thì anh sẽ lôi hết những chuyện cũ ra nói khi mà gặp một cái chuyện mới. Rồi anh đúc kết lại là em rút kinh nghiệm kém. Em lấy chúng ông luật sư mà luật sư thì cái đầu bao giờ cũng vậy, nhớ rất dai. Đúng luật rồi. Sư là trong đầu là cái đầu là một cuốn từ điển, nhớ dai nhưng lại hay quên. Sao nó cấn cấn sao ta? Quên là những cái việc thôi anh, cái việc nhỏ nhỏ rồi. Hơi đảng trí đúng không? Hơi đảng trí. Đảng trí nhưng mà nhớ dai. Dạ, cái chuyện gì nhớ thì nhớ dai. Những cái gì xấu của bả là nhớ dai đúng không? Bây giờ còn cái gì xấu của vợ không? Dạ. Môi đi. Vợ rất là thích kể chuyện anh. Ra bên ngoài ví dụ như gặp chuyện gì đó, vừa buổi trưa về nghỉ trưa là vừa mở cửa vô là ôi gặp chuyện này chuyện kia thế này thế nọ. Cái nhiều khi kể rồi, tối kể tiếp lại. Dạ, nhiều khi ngày mai kể nữa. Một câu chuyện kể 8 lần đó phải không? Dạ. Cái em mới bảo là lần này lần thứ 4 anh nghe, cái là quê không kể nữa. Mà 8 là chỉ 8 với chồng thôi chứ có 8 với ai khác không? Kể cho mẹ,
À. Dạ. Dạ cũng không. Anh thấy gọi em hiền quá à. Hiền không? Nói đi à, bao giờ ở nhà mà ăn hiếp em không? Dạ rồi cũng có lúc. Một lần mà cái lần mà vợ em giận nhất mà phải gây lộn với em mà thậm chí là đàn áp em á. Là cái mức độ nó như thế nào? À, cái lần mà em quên khóa cổng nhưng trong khi đó xe có một tí đồng hồ trong sân, xe ở trong sân, thành ra lần đó xém bị mất xe. Thành ra lần đó vợ rất là giận, lên phòng là la hét em này kia rồi lại kể những cái gì mà em quên trước giờ nè, rồi thậm chí bắt em viết cam kết luôn từ đây tới sau là không được quên luôn vậy. Dạ em đã lưu giữ chứng cứ. Bây giờ còn quên không? Dạ cho tới thời điểm này thì chưa có cái quên nào nặng như cái quên đó. Má chứ em chỉ cảm nhận hai chồng em á có một cái gì đó nó bình yên lắm phải không? Là mình nghe, mình nhìn cách nói chuyện là mình biết là vợ chồng có những cái mà xung đột rất là dữ dội. Và cũng sau cái xung đột đó thì cũng sẽ rất là hạnh phúc, cũng sẽ rất là đắm đuối. Nhưng mà ở vợ chồng em thì thấy nó giống như là một cái mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Có đúng là như vậy không? Trong cuộc hôn nhân của tụi em nó giống như cái mặt hồ phẳng lặng. Thứ nhất là vì cả hai đứa em đều học luật, cho nên là hai đứa có cái suy nghĩ, lý trí rất là mạnh. Không có để tình cảm nó khống chế hay là nó tiết chế mà phải suy nghĩ trước khi hành động. Nên là hai người sẽ biết trân trọng nhau hơn. Và thứ hai là cái công tác pháp luật á, của hai đứa hiện nay đang công tác á, thì nó đòi hỏi phải rất là bình tĩnh trong việc xử lý mọi việc. Và tụi em ý thức được rằng là có được nhau là rất quý. Nên là tụi em giữ gìn nhau, không có để cho những cái việc mà lớn lao nó gây ảnh hưởng đến cái mối quan hệ hai vợ chồng. Rồi bây giờ hỏi luôn, em mong muốn ở chồng em thay đổi những điều gì? Em thực sự em muốn ảnh là phải để tâm vào một cái việc gì đó khi mình làm. Cái thứ hai là ảnh bớt cầm ràm đi. Không, rồi cái cầm ràm đó xuất phát từ chồng vợ. Cầm ràm, còn chồng nói vợ cầm ràm, cuối cùng là ai cầm tại ràm? Tại vì nguyên nhân cầm ràm là do vợ không rút kinh nghiệm, thành ra em phải nói hoài. Sợ nói một lần không đủ á chị. Còn em muốn nhiều. Vợ em thay đổi điều gì? Dạ muốn vợ thay đổi là phải biết rút kinh nghiệm tốt, rồi định lượng thời gian, rồi câu chuyện gì kể rồi thì đừng kể nữa. Tất cả là những gì hồi nãy giờ em nói về vợ. Có nghĩa là vậy nè, bạn này á thì nói bạn này có một số chuyện giống y như bạn này nói bạn này. Có nghĩa là hai vợ chồng đều có cái tật đó, đúng không? Đó, cuối cùng là đồng chồng đồng vợ quá rồi còn gì nữa. Nồi nào úp nấy đúng không? Lâu lâu ba mẹ cũng nói vậy giống nhau quá hả? À, chị thấy vậy nè, hai bạn bây giờ chưa có con đúng không? Dạ. Cho nên còn có nhiều thời gian cho riêng bản thân mình á, thử một lúc nào đó các bạn bỏ cái lý trí đi, thử sống bản năng coi nó ra làm sao. Đừng có giữ kẻ cái gì hết, thích cái gì làm cái đó, kể cả chuyện vợ chồng lẫn cái chuyện ăn uống lẫn cái chuyện mà ăn mặc. Hai bạn thử đi, tại vì chị cảm giác rằng cái cuộc hôn nhân của các bạn, cái đời sống hôn nhân các bạn giờ nó giống như là một cái viên kim cương mà nó tròn trịa vậy nè, mọi thứ nó đều hoàn hảo hết á. Nhưng mà đôi khi á có những cái mà mình cho nó có góc cạnh chút xíu nó sẽ rất là thú vị. Thử cái nha. Thử dạ, một chuyến đi xa. Anh muốn có em bé không? Dạ có. Đó, nếu vậy thì để anh Thuận chúc. Rồi bây giờ anh Thuận hay lắm. Trời. Chúc ai là người đó có bầu liền. Hay biết rồi, tôi có cảm giác tôi giống như là ông mụ của vợ chồng Son. Thấy không? Người ta là bà mụ, tôi là ông mụ. Thôi thì anh xin chúc hai em mau chóng có được một thành viên mới trong gia đình. Sau cái tuần lễ. Sau cái tuần lễ mà đi sống bằng bản năng. Chị Hồng Vân. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị.